Vios màu vàng cát, không taxi, không dịch vụ, mà đời 2016 form mới máy trắng các bác ơi. Một chiếc xe Vios mà nhập trực tiếp của bác Dân ở trong Quảng Bình đây. Hôm nay thì em Hương đã về rồi, hôm trước thì xe về hơi bẩn một chút, đây là em cho gara rửa dọn một chút, thì hôm nay về đây sạch bong sáng bóng luôn các bác nhá, không một lỗi nhỏ luôn. Đèn halogen được ốp hết mạ chrome cao cấp rồi, đèn gầm này có thêm dải đèn led biển 73, màu vàng cát đẹp, gương kính cụp chỉnh auto, xi nhan tích hợp trên gương rồi. Hệ thống phanh trang bị ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Một dàn nốt thì cực kỳ dày dặn luôn. Đây các bác nhìn này, dàn nốt thì cực kỳ dày dặn luôn nhá. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome cao cấp, lẹt chân kính này, gương kính liền đời theo xe. Xe thì cực đẹp luôn các bác nhá, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Đây các bác này, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em đối với dòng 2016 form mới đấy ạ. Hỗ trợ trơn trượt đầy đủ nhá, màn hình giải trí này đè lên. Đây, order chuẩn của em này là 8,4 vạn, đời 2016 này, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ cho em. Màn hình giải trí có rồi, điều hòa lên hai vùng độc lập cho em nhé, nóng và lạnh này, cổng sạc 12V. Nội thất bên trong cực kỳ sạch sẽ luôn, trần da 5D. Trên vô lăng thì có túi khí an toàn, vô lăng thiết kế 3 chấu như đẹp như mới luôn. Xuất sắc luôn các bác ạ, một từ thôi, xuất sắc. Rất là hiếm khi mà em Lê Hương review hay là quay một chiếc xe nào mà em dùng từ xuất sắc thì các bác ơi. Chiếc xe này quá là đẳng cấp luôn. Táp ly táp lô đây, đẹp căng, không khoan đục, không một lỗi nhỏ vì xe gia đình sử dụng mà. Trời Hải Dương thì hôm nay mưa nó hơi tối một chút, em quay cho mình xem nhé. Đây, sticker thông số là từng con ốc nhỏ nhất, đều là zin đẹp luôn. Em sẽ mở luôn khoang lắp cốp và lắp cabo này để tiện cho mình quay này. Mức tiêu hao nhiên liệu 7 lít này, còn đâu chỉ 5 lít thôi nếu như các bác đi trong ngoài đô thị và được kết hợp. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, xe thì cực đẹp luôn. Đây nha các bác nhé, ghế da này, hai màu, thảm bệ cực kỳ sạch sẽ luôn. Bác nào đang quan tâm về dòng xe Vios và đặc biệt đối với cái màu vàng cát, không taxi, không dịch vụ này thì nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương, có hotline 0354602790, móc khóa trẻ nhỏ thông minh này, để được em Lê Hương tư vấn này. Phanh ABS, một dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Tay nắm cửa, lẹp chân kính, đèn pha phía trước và đèn hậu phía sau thì đều được ốp hết mạ chrome cao cấp rồi. Phía sau xe trang bị cho em là hai mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ luôn. Vios bản e xịn 2016. Khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi, sạch sẽ luôn các bác nhé. Ôi thật sự bác chủ cũ là quá là yêu xe luôn các bác ạ, giữ gìn xe cẩn thận lắm. Lốp sơ cua đây các bác nhìn này, gần như là chưa hạ, chưa dùng đến luôn, rất là đẹp luôn. Máng nước hai bên này, từ cái bấm đinh tán còn tròn xe như thế này, các cái lốt cắt tròn xe. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp và lắp cabo, thảm chống nóng giảm nhiệt cũng còn nguyên và đầy đủ cho em. Máng nước hai bên sạch đẹp, đèn hậu sáng choang luôn, biển này, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Đây ạ, à, một chiếc xe Vios của em Hương đây các bác này. Form dáng ngoại thất, nội thất, máy móc thì cực chất luôn. Quá là đẹp cho một chiếc xe. 375 triệu em vẫn còn thương lượng lộc ná thêm. Về chiếc xe Vios 2016 form mới máy trắng nhé, cực khỏe luôn. Móc khóa đây, quá là đẹp. Táp ly không mề, một điểm trừ luôn. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin, có móc khóa trẻ nhỏ thông minh. Quay chi tiết cho các bác xem nhé. Hải Dương trời nó hơi tối một chút vì đang có cơn mưa nên em sẽ quay nhanh để khách hàng nhà mình cùng xem này. Thật sự là quá là xuất sắc luôn, quá là xuất sắc luôn các bác ạ. Đây táp ly táp lô không một điểm trừ luôn, cực kỳ đẹp luôn nhá. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, từng con ốc bé như thế này thôi nhưng còn nguyên zin luôn. Đấy, ghế da này, thảm cao su cực kỳ dễ vệ sinh và sạch sẽ luôn nhá. Điều hòa bên trong thì giữ được một cái xe rất là thơm, rất là khó dễ ngửi luôn, không hề khó chịu đâu ạ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11/2023 Toyota Vios đấy ạ. Xin nhan tích hợp trên gương, màu vàng cát xịn sò với nước sơn đẹp như thế này. Hôm nay thì em chỉ quay qua thôi nhưng mà cũng rất là chi tiết rồi, để các bác có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về chiếc xe Vios bản e xịn của em Hương nhé. Khoang động cơ đây các bác nhé, em này là máy trắng này. Máng nước hai bên thì không hề bị va chạm gì, các bác nhìn cái tai đèn này nó sáng choang luôn. Đấy, sợ chưa, các bác nhìn này quá là đẹp luôn, từ đến cái ốc mặt máy này zin đẹp hết luôn. Thật sự là bỏ ra một số tiền để mua một chiếc xe này thì quá là xứng đáng luôn các bác nhá. Zin đẹp toàn xe luôn, từ khoang máy móc động cơ này. Máy là máy trắng cực khỏe cho em luôn, phanh ABS này, các cái bấm đinh tán này, hay là keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo, các cái lốt cắt còn tròn xe. Thông số này, thông số này vẫn còn dính nguyên đầy đủ trên lắp cabo nhá. Thật sự là quá là xuất sắc cho một chiếc xe Vios, không taxi, không dịch vụ, tư nhân sử dụng, đời 2016 máy trắng bản e xịn. Bác nào
nào thật sự quan tâm thì cứ kết nối qua Zalo cho em Lê Hương ạ, 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video về chiếc xe Vios bản E xịn của em Hương, các bác thấy đây. Hải Dương trời đang rất là tối nhưng mà xe thì mới về, nhiều khách hàng cần video chi tiết thì em đã quay rồi đây. Kết nối Zalo cho em đi ạ, 0354602790, em sẽ tư vấn trực tiếp cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.